cầm lấy. Bằng này ăn thua gì? Chê gì? Chê thì giả tôi đây. Không, mẹ cho rồi. Ố anh nữa. Bà lại dầm dúi cho nó tiền à? Ừ, đâu. Con nó cho em tiền ăn quà nhưng em không lấy. Đừng có bao che nữa. Từ trước đến nay nó chỉ toàn phá chứ nó có cho ai đồng nào đâu. Đàn ông đàn an mà ngần ấy tuổi rồi, cứ ngửa tay xin tiền mẹ không biết nhục à? Sao anh nặng lời với con thế? Em chỉ cho nó tiền xăng xe, lương ba cọc ba đồng như nó, đời nào mới lấy được vợ? Lấy vợ thì được cho nó, chứ được cho tôi với bà, kệ xác nó. Anh hay nhỉ? Thế thằng Thắng mang họ ai? Nếu nó có con thì con nó mang họ ai? Đúng là con hư tại mẹ. Lời khai của con Thanh thì đã có cơ quan công an điều tra. Còn thằng Thắng có thể không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng về tư cách đạo đức như thế là hỏng, không cứu được. Chú là chú ruột của nó, chú biết là thằng bé nó hiền như cục bột đấy. Tư cách đạo đức tốt hỏng thế nào học được. Chẳng qua là cháu nó dại, chơi với mấy cái đứa bạn xấu. Khổ chưa con, ngần này tuổi đầu rồi, bé bỏng gì nữa đâu mà đi nghịch nắng nghịch gió để đến nỗi ngất ra thế này. Con không sao, con nghỉ ngơi tí là khỏe mà. Mẹ đừng có làm ầm lên. Cô ạ, anh Thắng có sao không ạ? Chào Thu nhá. Chỉ bị say nắng thôi, nằm nghỉ một tí là hồi mà, không sao đâu. Không sao cái gì mà không sao? Từ nhỏ thể trạng thằng Thắng nó đã yếu ớt, chứ có phải da trâu da bò như mày đâu. Cô ấy bảo anh là trâu bò đấy. Tiến này. Dạ. Cô không muốn nặng lời với cháu đâu, nhưng mày báo hại thằng Thắng nhờ cô như thế còn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn lôi nó đi nghịch dại để đến nỗi nó ngất ra thế này. Cô Thoa ạ, không phải cứ cây cao thì bóng cả đâu cô ạ. Mình có tuổi rồi là không nói sai được. Cô là bậc cha, bậc chú, không phải cô muốn nói gì bọn cháu cũng được đâu ạ. Thôi thôi thôi, mày ghê gớm giống hệt mẹ mày. Tao chả thèm nói chuyện. Tốt nhất chúng mày cứ tránh xa thằng Thắng ra cho nó được nhờ. Tự nhiên cô lại lôi mẹ cháu ra à? Thôi. Mà cháu nói thật với cô nhá, nhà cháu cũng không báu bở gì mà chơi với con trai cô đâu ạ. Không báu bở thì từ nay đừng có lôi kéo, đừng có rủ dê nó tụ tập nữa nhá. Thôi mình về đi em, cháu xin phép cô ạ. Mày nghe thấy chưa con? Nhà nó ấy, chả báu bở gì chơi với mày đâu con ạ. Thắng. Mẹ à? Mày đang làm cái gì đấy? Chào cô ạ. Con đi chợ với Nhung ạ. Không có việc gì làm hay sao mà mày cứ đi hầu thiên hạ thế này? Con... chả biết nó cho ăn cái bùa mê thuốc lú gì, cứ xầm dắp xầm dắp. Đúng là được cả mẹ lẫn con. Chỉ giỏi đong đưa thì không ai bằng, sai khiến đàn ông. Mẹ đừng nói thế. Người ta nói không sai đâu, sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Ơ kìa cô Thoa, cháu đang đứng ở ngay đây, cô muốn nói gì nói thẳng vào mặt cháu rồi này, cô đừng ám chỉ. Cô nói thẳng nhá, thằng Thắng nhà cô nó hiền lành, thương người nên ai nhờ gì nó cũng giúp. Nhưng đừng vì thấy nó hiền lành mà lợi dụng. Nó có ngu thì nó còn có mẹ nó nữa. Cháu chẳng lợi dụng gì anh Thắng cả, bọn cháu chơi với nhau vô tư. Anh ấy giúp cháu cái này thì mẹ con cháu cũng giúp anh ấy cái khác. Anh Thắng, anh nói với mẹ anh đi, xem mẹ con em lợi dụng gì anh không? Không lợi dụng gì đâu mẹ. Cô Lụa giúp con nhiều lắm. Đúng là đúng đấy. Rồi cũng có ngày mày sáng mắt ra thôi.
Cháu chào bà. Ơ, cô Thoa đấy à? Dạo này cháu không thấy bà đi chợ. Bà đã khỏe hẳn chưa ạ? Cảm ơn cô, trộm vía chứ khỏe như thanh niên đây này. Cháu Thắng nó sang bên này với bà, có làm phiền bà không ạ? Không, có phiền hà gì đâu. Có chúng nó cũng vui cửa vui nhà. Con nhờ bà, bà cầm giúp con. Cô làm gì đấy? Tiền gì đây? Con gửi bà tiền chợ. Bà nấu cho cháu Thắng nó ăn với ạ. Tôi không lấy đâu. Ba thằng nó tự lo được. Cô đừng kè kè như trẻ lên ba ấy. Bà cầm con mới yên tâm được. Cũng chả đáng là bao. Con chỉ thêm chút tiền thức ăn thôi mà. Với lại cháu Thắng nó sang bên này. Nếu có chuyện gì, bà báo cho con một câu với ạ. Ai đời có con mà chả biết nó sống thế nào. Thôi được rồi, cô cứ cầm tiền về đi. Còn có chuyện gì thì tôi sẽ bảo nhá. Vậy bà giúp con với ạ. Được rồi. Con chào bà ạ. Vâng, cô về nhá. Ơ mẹ, mẹ đến đây làm gì? Trời ơi, thế làm sao mẹ lại đánh nhau? Có đau ở đâu không con? Con không sao. Mẹ cứ làm như sắp chết không bằng. Cứ xảy ra là gây chuyện. Thế cụ thể là thế nào? Kể cho mẹ nghe xem nào. Đáng xấu hổ chứ có gì đâu mà kể. Con không sao đâu. Mẹ về đi. Tao biết hết rồi, không phải giấu. Thế làm sao mà con Nhung nó lại xui mày đi đánh ghen cái Vân? Cái con Đành Hanh ấy, nó để ý đến mày từ bao giờ? Mẹ nói linh tinh gì thế? Mà chuyện của con mẹ mặc con đi. Mẹ về. Mày mà không nói, mẹ hỏi cái Vân. Mẹ đừng hỏi. Mà bây giờ mẹ hỏi, người ta chẳng trả lời mẹ đâu. Thế bây giờ mày muốn sống ở đâu thì sống, làm gì thì làm. Mày không để ý đến mẹ mày nữa đúng không? Mày nhìn lại cái mặt mày xem, nhợt nhạt hốc hác như thế này. Ở nhà mẹ cơm bưng nước rót đàng hoàng tử tế không muốn, cứ phải ngang ngang ngược ngược cho nó khổ cơ. Con lớn rồi, con tự lo cho bản thân con được. Mẹ về đi. Con đi đây. Mày. Mấy thằng nó đi đâu mà bà bê nặng thế này, bà để cháu. Tôi làm được. Này ngồi không nó buồn chân buồn tay cô ạ. Thế lại có chuyện gì nữa đấy hả mẹ cô Thắng? Con mua cái chân giò, bà luộc cho chúng nó giúp con. Ủa, nhà có thiếu thịt đâu mà cô lại còn mang sang. Cái thằng Thắng gà nhà con ấy, thịt là cứ phải chín phần nạc, một phần mỡ nó mới chịu ăn. Khổ ghê cơ bà ạ. Này, hay là cô nói với anh nhà là tha lỗi cho cháu đi. Tôi cũng sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo để cho cháu nó về. Con cũng muốn thế lắm chứ ạ. Nhưng chồng con lại bảo cứ dạy cho nó một bài học cho nó sáng mắt ra. Thôi, bà nhận giúp con. Chỉ là món cháu Thắng nó thích ăn thôi bà ạ. Tôi cũng biết là thằng Thắng nó kén ăn. Thế nhưng mà ở mấy hai thằng ấy thấy nó hòa đồng, có gì ăn nấy nó không kén nữa đâu. Đấy bà xem, lũ chúng nó chơi với nhau ba cái chục tuổi đầu rồi, thế mà chỉ biết làm khổ bà, khổ mẹ, khổ vợ. Điên lên thì đuổi nó đi. Chứ nói thật với bà, con đau đứt từng khúc ruột. Bà giúp vợ chồng con chăm cháu Thắng một thời gian bà nhá. Thôi được rồi, cô cứ yên tâm. Con cảm ơn bà. Cháu chào bà. Ừ, về rồi à? Bà ơi,
Hai thằng nó về chưa bà? Chưa. Ui, chân giò ngon thế. Đúng món sở trường của con rồi. Sao bà biết con thích món này mà bà chiều con thế? Mẹ mày mang sang nhờ bà luộc cho mày ăn đấy. Chứ bà thì lấy đâu ra miếng thịt ngon như thế này mà đãi chúng mày. Vẫn là mẹ mày thương mày nhất đấy. Trong ba thằng, chỉ có mày là còn đủ bố mẹ để mà báo hiếu. Liệu mà sống con ạ, đừng làm khổ bố mẹ nữa. Biết đường mà quan tâm tới bố mẹ một chút.